Vâng, cơ sở lồng lưới em Thảo gửi lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay bên em mới xong lồng cua, một cái mẫu lồng mà các bác đặt rất chi là nhiều. Thì em cũng xin chi tiết về cái chất lưới cũng như là cái khung để các bác nhà mình xem nắm bắt được. Lồng bẫy cua thì hôm nay em sẽ về lồng gấp. Đây là cái mẫu lồng gấp này. Thì em sẽ đóng một cái về cho các bác xem nhé. Đấy. Khi các bác mà mới mua về thì một cái lồng sẽ để xẹp bên kia. Cái cách để các bác nhà mình đóng lồng cua khi đi bẫy nhá, rất chi là dễ. Đấy, một cái lồng cua như thế này để khi các bác khi đi thu hoạch cua này, cái hom vào của những cái lồng cua là hom đây. Hom này đây vào đây các bác nhá, vào không có lối ra. Đây là cái chất lưới dày nhất mà cua cắp không đứt. Thì trong thời gian vừa qua rất nhiều bác lo lắng là về cái chất lưới khi các bác đi đánh cua. Thì chất lưới này là chất lưới siêu bền và khung này của nó là khung kẽm to nhất, giúp các bác sử dụng nhiều năm. Đây các bác này. Thì bên cơ sở em Thảo được một đại lý chuyên về lồng lưới tất cả các loại, thì em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Các bác sẽ gọi đây là cái lồng cua nhé, lồng bắt cua. Đấy. Và với những cái mẫu lồng này thì khi các bác mà mua 10 chiếc thì em Thảo sẽ miễn phí ship hoàn toàn trên toàn quốc. Còn các bác mua 5 cái thì mất 35.000 tiền phí ship. Đấy, và tiếp tới là lồng lò xo. Và với cái lồng lò xo thì nhà em sẽ có 5 kích thước. Đây là kích thước phổ thông nhất mà em bán số lượng lớn. Lồng này các bác hãy xem kỹ trước khi đặt hàng nhé, bởi vì rất nhiều bác phàn nàn về cái chất lồng. Cái lồng lò xo nhà em khi đặt thì nó cứng như này. Đây là lồng 30-60, có nghĩa là mặt 30 này, dài 60, hai hom vào. Lồng này là lồng bắt cá nhé, cá rô phi, rô đồng, cá chấm, cá chuối, cá chê, các bác đều có thể sử dụng được. Và trong thời gian gần đây thì em gửi trên toàn quốc rất chi là nhiều. Với cái mẫu lồng này giá rẻ và lại cực kỳ là hiệu quả. Với cái lồng mà kích thước 45-25 thì bên cơ sở em Thảo đang gửi được các bác là 40.000 đồng trên một cái. 10 cái là em miễn phí ship. Còn như cái lồng em vừa mới để đây là lồng 30-60. Đấy, các bác cứ đo cái chiều dài của nó nhé. Giá của nó 50.000 đồng một cái thôi. Đấy, còn cái 40-80 thì giá 70. 50-90 là giá 90. Còn 60-1m1 như cái mẫu lồng to này, đó đang là 101 một cái. Tất cả những cái mẫu lồng này thì đều là mẫu lồng hom hai đầu. Các bác có thể đánh ở đường mương nước, cá ngược, cá xuôi đều vào hết, cua, cá, ốc. Đấy, riêng tôm là không đánh được rồi nha các bác nhé. Nếu như các bác đánh tôm càng xanh thì được, chắc là được, bởi vì cái mắt lưới của nó hơi to. Thì bên cơ sở em Thảo còn có những cái mẫu lồng ô và lồng bắt quái rất chi là nhiều. Nếu như các bác mà đã xem video của bên cơ sở em thì các bác biết. Và các bác quan tâm tới thật nhiều dụng cụ đi bẫy, đừng quên nhấn like, chuông và nhất là đăng ký kênh để đón xem những cái dụng cụ hay nhất của bên em. Và với chất lưới thì em sẽ bảo đảm cho các bác là chất lưới bền nhất, các bác có thể sử dụng nhiều năm. Đấy, đây là lồng lò xo nhé. Kích thước to nhất, bắt con cá chấm đen 10kg, ok luôn. Đây là hom vào này các bác này. Đấy, hai hom. Đấy, chủ yếu là giới thiệu tới các bác lồng cua. Và lồng cua em báo giá luôn, cơ sở em sẽ gửi tới các bác là 50.000 một cái, loại đẹp nhé. Và trên thị trường sẽ có một loại lưới rất chi là mỏng, khung sắt yếu bé các bác ạ. Đấy, các bác hãy lựa chọn thật đúng nhá, đừng lựa chọn nhầm. 50.000 đồng một cái, 10 cái em Thảo sẽ miễn phí ship và dưới 10 cái thì các bác sẽ mất phí ship. Cái này các bác chỉ cần cho mồi vào trong này nhá, cho mồi vào trong này. Đấy, khi mà đã bỏ mồi thì mở ra, đã cho mồi vào rồi đóng vào như này, đóng vào xong rồi đặt xuống nước là đã có thể từ nay đến mai các bác thả tầm độ 20-30 cái thì ngày mai được mấy cân cua, một cân cua đã trăm mấy rồi, rất chi là đắt. Nếu các bác nào mà ở vùng sông nước thì chắc chắn là đang cần tới cái lồng bẫy cua và bẫy cá, lồng lưới bắt quái của bên cơ sở em. Ấy, hãy liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại em để ngay cạnh video. Em đã gửi đến tận nhà các bác lồng ô nhá, rất chi là nhiều. Nếu các bác mà có nhu cầu về lồng bắt quái, bắt quái thì bên em là đại lý luôn, bao chất lưới đẹp nhất để gửi tới các bác nhà mình. Đủ các loại khung, lưới trắng, lưới xanh đủ hết các bác nhé. Đấy, bác nào xem được video mà đang cần tới những cái dụng cụ đi bẫy, hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để ngay cạnh video. Em sẽ tư vấn và gửi đến tận nhà các bác. Đấy, và đây là những cái mẫu lồng chất lượng nhất của bên cơ sở em làm ra. Đấy, các bác hãy alo trực tiếp tới đầu số điện thoại đây nhé. Có Zalo để tư vấn các bác và gửi đến tận nhà. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.